Thưa quý vị, chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc năm 2023, kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn khách quan đến từ bối cảnh thế giới cũng như những vướng mắc từ nội tại cho nền kinh tế. Dù tăng trưởng không đạt được như mục tiêu đề ra, nhưng GDP năm 2023 với mức tăng trên 5% tiếp tục được đánh giá là điểm sáng so với nhiều quốc gia trên thế giới. Kiên cường chính là từ mà Ngân hàng Thế giới đã tổng kết về kinh tế Việt Nam trong năm qua. Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Andrea Coppola, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, để cùng nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2023 và đưa ra những nhận định cho kinh tế Việt Nam trong năm tới. Thank you for coming to our program today. How do you assess Vietnam's economic performance in 2023 despite the challenging global context? Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Quan hệ thương mại mạnh mẽ của Việt Nam với phần còn lại của thế giới là nguồn sức mạnh và tạo nên sự thành công trong thời gian qua. Đồng thời, sự phụ thuộc vào nhu cầu từ các đối tác thương mại đã đưa Việt Nam vào thế phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2023. Kết quả là sau những năm Covid 2020 và 2021 rất khó khăn, tình hình kinh tế năm 2023 là kém mạnh mẽ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 là tích cực trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ là khoảng 2,5% vào năm 2023. Tại khu vực đồng euro, tăng trưởng kinh tế thậm chí còn yếu hơn, chỉ ở mức khoảng 0,5%. Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tương đối nhanh. Đầu tư công đã tăng khoảng 35% so với năm trước, giúp duy trì tăng trưởng kinh tế. Cho dù đây là kết quả ấn tượng, nhưng vẫn còn đó những thách thức, bao gồm vấn đề cải thiện việc thực hiện đầu tư công, vốn ngày càng trở nên quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của Việt Nam. So, one word to describe Vietnam's economic in 2023, please. Tôi chọn từ kiên cường. Với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam, suy thoái kinh tế toàn cầu là một cú sốc tiêu cực lớn đối với đất nước, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều nước trên thế giới chỉ có thể mơ ước. In 2023, although our GDP growth did not meet the set targets, it is still a remarkable number when in 2023, the economy continuously faces many difficulties both internally and externally. What kind of context will await Vietnam's economy in 2024? Thanks for this question. Bối cảnh quốc tế dự kiến sẽ còn nhiều thách thức trong năm 2024. Sau đợt suy thoái toàn cầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm tốc hơn nữa vào năm 2024, bao gồm cả các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Hoa Kỳ. Hiệu suất yếu kém sắp tới có thể là kết quả của những tác động chậm trễ của chính sách tiền tệ thắt chặt đang diễn ra hiện nay, điều kiện tín dụng hạn chế và thương mại toàn cầu suy yếu. Rủi ro chính cho năm tới bao gồm rủi ro địa chính trị, tác động của các cuộc xung đột lên giá năng lượng, căng thẳng tài chính liên quan đến sự gia tăng lãi suất dài hạn và hoạt động kinh tế yếu hơn dự kiến ở Trung Quốc. Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng là Việt Nam phải giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài và ngày càng tận dụng sức mạnh nội tại và năng suất trong nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. In such a context, do you think a GDP growth target of 6 to 6.5% is challenged? Why? What are Vietnam's economic growth prospects in 2024? Well, given that economic growth at the global level, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại vào năm 2024. Tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6% đến 6,5% cho năm 2024 là đầy tham vọng. Bất chấp suy thoái toàn cầu, nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam có thể dần được cải thiện và chúng tôi dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ tăng nhẹ nhưng sẽ rất khó đạt được mức 6 hoặc 6,5% trừ khi nhu cầu, tiêu dùng và đầu tư trong nước tăng tốc mạnh hơn nữa. Các nhà chức trách có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa bằng cách đẩy nhanh việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và dự án đầu tư công mang tính chuyển đổi trạng thái nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. And the last question for you. What's your message for Vietnam in 2024?
Thông điệp của tôi dành cho Việt Nam là tận dụng sức mạnh nội tại và thúc đẩy tăng năng suất của nền kinh tế trong nước để biến những thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra thành cơ hội, củng cố hơn nữa mô hình tăng trưởng kinh tế của mình. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chúc mọi người một năm mới 2024 khỏe mạnh, thịnh vượng và thành công. Thank you.